Ok, xin chào mọi người, mình là Phương đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận được một vật phẩm từ code của event proxy. Nào, chúng ta bắt đầu nào. Phần code và phần link nhập code mình cũng sẽ để phần comment game và phần mô tả cũng sẽ có. Nào, chúng ta sẽ nhập code để biết rằng đó là code gì nhé.